Rồi, hai đứa đứng đây đợi nha. Để mẹ làm nộm cho hai đứa ăn mà. Để mẹ làm nộm nha. Đúng rồi. Bỏ vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ngồi lên đây. Ăn được đâu. Ngủ đi nào.
Để im nha, mặn lắm nha. Chị ừ. Chắc phải làm xong chắc là ăn hết. Ừ. Được rồi, quá đi. Yeah.